bà con, quý vị và các bạn theo dõi chương trình Vàng trong đất của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những thông tin đáng chú ý trong chương trình hôm nay: làm giàu từ mô hình trang trại tổng hợp, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ngô vụ đông. Trước hết mời bà con, quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin về nông nghiệp nông thôn. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa cho biết, đến năm 2020, tỉnh sẽ phát triển chăn nuôi gia cầm tại tất cả các vùng trên địa bàn tỉnh, áp dụng biện pháp chăn nuôi thâm canh tập trung, tăng số lứa gia cầm xuất chuồng. Phấn đấu đến năm 2020, tổng đàn gia cầm đạt khoảng 23 triệu con, sản lượng thịt hơi 48.000 tấn, sản lượng trứng khoảng 250 triệu quả. Các sản phẩm gia cầm được kiểm tra giám sát chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi đưa ra thị trường. Chất lượng sản phẩm có thể cạnh tranh vào các siêu thị và định hướng xuất khẩu. Theo đó, tỉnh sẽ thực hiện quy hoạch tổng thể chăn nuôi, chọn các vùng có diện tích đất rộng phù hợp để quy hoạch chăn nuôi, các vùng chăn nuôi trọng điểm và phát triển chăn nuôi theo quy mô lớn gắn với khâu tiêu thụ chế biến. Thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, đến nay xã Đông Yên, huyện Đông Sơn đã xây dựng được 3 mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nhà lưới, gồm mô hình dưa kim hoàng hậu và 2 mô hình trồng hoa lan, hoa ly cho giá trị từ 300 đến 500 triệu đồng một hecta một năm. Xã Đông Yên đã trích nguồn ngân sách đầu tư kinh phí cho các chương trình khuyến nông, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, khuyến khích tạo điều kiện gắn kết giữa nông dân và doanh nghiệp, đồng thời tổ chức cho cán bộ nông dân đi tham quan học hỏi mô hình sản xuất công nghệ cao trong và ngoài tỉnh. Xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù cho các mô hình này như hỗ trợ về vốn, giống, xây dựng hạ tầng. Từ hiệu quả bước đầu, xã Đông Yên đang có kế hoạch nhân rộng các mô hình sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao thu nhập cho nông dân. Theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam, cả nước có hơn 1.000 cơ sở sản xuất phân bón với khoảng 7.000 loại phân bón đang lưu hành trên thị trường. Hàng năm cả nước sử dụng hơn 10 triệu tấn phân bón các loại, trong đó có khoảng từ 30% đến 50% loại phân bón lưu thông trên thị trường là giả, kém chất lượng, làm giảm chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Do đó, các cơ quan chức năng cần phải có biện pháp quản lý tốt các đại lý bán hàng, tổ chức lại mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết, quy tụ nông dân vào hợp tác xã để mua phân bón trực tiếp từ nhà máy. Đồng thời, nông dân cần nâng cao hiểu biết trong việc lựa chọn những địa chỉ cung ứng phân bón uy tín, đảm bảo năng suất, sản lượng cây trồng. Người nuôi gà công nghiệp trong nước hiện đang hứng chịu tổn thất lớn nhất trong hàng chục năm qua khi giá gà bán ra tại trại chỉ còn từ 12 đến 13.000 đồng một kg, khiến người chăn nuôi lỗ nặng. Theo các chuyên gia kinh tế, một trong những lý do khiến giá gà công nghiệp sụt giảm mạnh là do thời gian qua dịch tả lợn châu Phi bùng phát, nhiều hộ chăn nuôi gà tăng đàn nhiều. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đến nay, nguồn cung thịt lợn dù có sụt giảm, nhưng lượng thịt nhập khẩu từ nước ngoài cung cấp cho thị trường trong nước vẫn dồi dào, nên nguồn cung gà bị dư, kéo theo giá giảm mạnh. Đây đang là thời điểm người dân tái đàn phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Các chuyên gia khuyến cáo, người dân cần theo dõi dự báo diễn biến thị trường để tái đàn quy mô phù hợp. Cây na Thái Lan là giống na mới có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, kỹ thuật chăm sóc đơn giản, cho năng suất cao, rất phù hợp với khí hậu các vùng miền nên đang được nhiều hộ dân đưa vào trồng những năm gần đây. Theo các hộ trồng, kỹ thuật chăm sóc na Thái Lan trọng lượng đạt từ 0,5 kg đến 1 kg một quả, tỷ lệ hạt rất ít, chiếm khoảng 20% đến 30% hạt so với giống na dai. Vị thơm, ngọt đậm, được thị trường ưa chuộng. Sau 3 năm trồng sẽ cho thu hoạch. Năm thứ nhất, cây cho thu hoạch 24 đến 26 kg. Năm thứ hai trở đi, một cây cho thu hoạch 35 đến 60 kg quả. Thưa quý vị và các bạn, với sự cần cù nỗ lực và sáng tạo trong lao động, sau 6 năm, anh Nguyễn Văn Hùng, thôn 8 xã Nga Tân huyện Nga Sơn đã cải tạo cánh đồng nhiễm mặn, sản xuất không hiệu quả thành trang trại tổng hợp cho giá trị kinh tế cao. Anh Hùng cũng là một trong những người nông dân điển hình sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu của địa phương. Vùng đất này bị nhiễm mặn, nông dân trồng cỏ quanh năm, thu nhập ít ỏi nên nhiều hộ bỏ hoang. Qua tìm hiểu thực tế và nghiên cứu sách báo nhận thấy, đồng đất này phù hợp để trồng cây ăn quả, nên khi xã Nga Tân có chủ trương chuyển đổi đất cói, anh Hùng đã vận động người dân trong thôn tập trung được 4 hecta cho anh thuê làm trang trại. Ban đầu anh Hùng cải tạo đất, vay vốn ngân hàng và ra tận Hưng Yên mua 100 cây giống ổi lê về trồng. Sau năm đầu tiên đưa cây ổi về trồng thử nghiệm, thấy phát triển tốt, cho quả nhiều, anh Hùng tiếp tục nhân thêm 1.000 gốc ổi lê.
Ngày xưa thì mình cũng đi làm thuê làm mướn rẫy cho mấy ông trong miền Nam á. Thế là mình làm cái cây, cái cối các thứ thì mình cảm thấy là mình cũng rất là yêu về cây. Thế này cũng nuôi một cái ước mơ. Nhưng nhà mình thì lúc bây giờ thì nghèo lắm. Đấy, nhưng mà thực ra cái ước mơ mình nghĩ rằng sẽ không bao giờ nó thành hiện thực được. Đấy, nhưng mà cũng nhờ cái chủ trương năm 2012 có cái chủ trương dồn đổi. Thì mình thiết nghĩ rằng mình là nông dân mà đất đai nó là tư liệu. Nên cho nên là vì thấy đấy nó là cái cơ hội để cho mình thực hiện cái ước mơ. Với quan điểm không bỏ phí một tấc đất nào, sẵn số vốn thu được từ cây ổi, 3 năm nay, anh Hùng lại tiếp tục đưa cây bưởi diễn và dừa xiêm vào trồng với tổng số hơn 3.000 cây. Trên 1 hecta diện tích còn lại, anh đào ao nuôi tôm, cá quảng canh, nuôi ong để tăng thêm thu nhập. Theo kinh nghiệm của anh Hùng, để cây trồng sinh trưởng tốt trên đất nhiễm mặn, quan trọng nhất là khâu cải tạo đất theo đúng quy trình, trồng luân canh nhiều loại cây, tăng cường bổ sung chất dinh dưỡng cho cây trồng. Yếu là mình học qua trao đổi những các cái nhà vườn, người ta đã có cái thâm niên rất là lâu rồi. Đấy, mình trao dồi được cái kinh nghiệm thực tế. Thứ hai nữa là cũng tìm tòi qua sách vở thì học về cái vấn đề lý thuyết để chăm sóc và quản lý cây. Chính vì mình cũng tìm tòi học hỏi được thì từ những các cái vấn đề đấy thì nó giảm bớt cái chi phí cho cái khâu chăm sóc. Từ cái mô hình mà anh chị đang làm đây thì Hội Nông dân xã Nga Tân cũng đang lấy điểm và động viên các hội viên Hội Nông dân trong xã và làm theo để đạt cái hiệu quả kinh tế cao trong sau này. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên trang trại tổng hợp của anh phát triển khá tốt, trừ chi phí thu lãi 400 triệu đồng mỗi năm. Năm 2019, anh Hùng đang tiếp tục xin nhận thầu của xã thêm 2 hectare đất để mở rộng quy mô trang trại, phát triển kinh tế và tăng thêm thu nhập cho gia đình. Thưa quý vị, bà con và các bạn, cây ngô được xác định là một trong những cây trồng chủ lực trong sản xuất vụ đông. Để cây ngô sinh trưởng phát triển tốt, bà con cần chú ý những kỹ thuật cơ bản trồng chăm sóc sau đây. Khi thu hoạch lúa mùa, cắt sát gốc rạ, toàn bộ lượng rạ để lại tại ruộng để che phủ đất trồng ngô. Áp dụng máy tạo rãnh thoát nước cho ruộng trồng ngô. Đối với ruộng dễ thoát nước, cứ từ 5 đến 6 hàng tạo một rãnh. Đối với ruộng khó thoát nước, cứ từ 3 đến 4 hàng tạo một rãnh. Độ sâu của rãnh thoát nước từ 18 đến 20 cm, bề rộng từ 15 đến 20 cm. Khi đưa cây con ra trồng, yêu cầu có độ ẩm đồng ruộng đảm bảo từ 85 đến 90% đi lún chân. Trồng cây con ra ruộng, mật độ trồng từ 6 đến 6,5 vạn cây trên 1 hecta, tức là từ 2.200 đến 2.350 cây một sào Bắc Bộ. Khoảng cách trồng, hàng cách hàng 60 đến 65 cm, cây cách cây 22 đến 24 cm. Bón phân, liều lượng phân bón cho 1 hecta, 8 đến 10 tấn phân chuồng hoặc 1 tấn phân hữu cơ vi sinh và khoảng 1,7 tấn phân bón vô cơ đơn. Phương pháp bón phân, bón sớm và đủ chất dinh dưỡng cho ngô là quan trọng. Với ngô bầu nên bón tối thiểu 3 lần. Bón lót toàn bộ phân chuồng hoặc hữu cơ vi sinh, phân lân và 1/3 lượng phân ure. Bón thúc lần 1 khi ngô từ 5 đến 6 lá, bón 1/3 lượng ure cộng với 1/2 lượng kali. Bón thúc lần 2 khi ngô từ 10 đến 15 lá, bắt đầu xoáy nõn, bón 1/3 lượng ure, 1/2 lượng kali còn lại. Quản lý nước, trong suốt quá trình sinh trưởng phát triển, luôn cần đảm bảo đủ ẩm cho ngô, nhưng tuyệt đối không được để ngô bị ngập nước, có thể duy trì mực nước trong rãnh thường xuyên từ 5 đến 7 cm. Phòng trừ sâu bệnh, chú ý các loại sâu chính trong vụ đông như sâu xám, sâu cắn lá, sâu đục thân, rệp cờ, bệnh khô vằn, bệnh đốm lá lớn, bệnh lùn, lùn xoắn lá. Phòng trừ sâu bệnh theo quy trình chung và hướng dẫn của các trạm bảo vệ thực vật. Bản tin Vàng trong đất của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bà con quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website truyền hình thanhhoa.vn hoặc trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.